kiếm tùm lum tùm la mình mới ưng ý được một cái mẫu cần giá rẻ để cho anh em câu tra chim cảm giác ha. Thì thật sự nếu mà anh em chán với những cái dòng Pioneer nó đã quá phổ biến rồi, thì nếu anh em cần câu gọi là nhẹ nhàng tình cảm cảm giác thì đây cũng là một cái lựa chọn giá rẻ rất là phù hợp cho mọi người ha. Hiện giờ mình sẽ có hai mẫu đến từ hãng Javis mọi người nha. Thì hai cái dòng cần mình giới thiệu tới mọi người hôm nay nó sẽ bao gồm là dòng Vector và dòng Scorpion, nghe tên thấy ngầu ngầu không anh em. Thì cả hai cái dòng cần này đều của hãng Javis, thì nó là một hãng sản xuất đồ câu của Úc mọi người ha. Thì bây giờ anh cho anh em xem cái tem nhập khẩu nha. Đây đây đây, xuất khẩu bởi công ty Javis Australia, còn nhà nhập khẩu là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Ngư Long. Thì công ty Ngư Long này cũng chính là nhà nhập khẩu những cái dòng cần Pioneer đó mọi người. Đây cũng là một công ty nhập khẩu đồ câu rất là lớn mọi người ha. À thì cũng như những cây cần giá rẻ thì tất nhiên là cây cần này đều được gia công ở Trung Quốc mọi người ha. Cái mẫu này giá bán dự tính của mình và chị Tuấn Hằng Xanh gửi đến mọi người rất là rẻ mọi người nha. Thì hiện giờ mình có hai size, size 8 feet là size 2,4 nè, nó sẽ chỉ có 270 nghìn thôi. Còn cái size 2,7 là size 9 feet nè, thì nó cũng chỉ rơi vào 290 nghìn, cứ gọi là tương đương với những cây Pioneer giá rẻ như là Pioneer Rye hoặc là Black Gold anh em ha. Thì có gì mình sẽ để giá bán chi tiết ở bên dưới hoặc là trên tiêu đề cho anh em tiện theo dõi nha, nếu anh em không có thời gian xem video ha. Thì chủ yếu đây cũng chỉ là những cái dòng cần giá rẻ cho nên mình quay kỹ kỹ ngoại hình cho anh em tham khảo thôi. Khác với những cái cây Pioneer, cái đọt nó khá là cứng, thì nhiều anh em lại thích câu cảm giác rồi cây cần nó nhẹ nhàng hơn. Thì nếu mà vậy thì anh em có thể cân nhắc tới cái dòng cần này ha. Thì cả hai cái dòng cần của hãng Javis này, nghe tên Javis mình rất là thích anh em. Tại biết sao không? Mình khoái coi cái Iron Man ha, thì anh em cũng biết tới Javis nó chính là cái trí tuệ nhân tạo trong phim ha. Ở phần máy ta, ở phần máy nó bị tiêu diệt bởi thằng nào mình quên mất tiêu rồi, hình như là trong đại chiến siêu anh hùng hả? À không, biệt đội siêu anh hùng, nó bị con gì Uko hay Uno gì á, nó tiêu diệt, bị thâu tóm bởi cái con đó thì phải. Rồi cuối cùng Javis hình như nó cũng sống lại mọi người ha. Chém gió lan man quá, bây giờ quay chi tiết cho anh em xem từ gốc tới ngọn nha. Thì cả hai dòng Scorpion và Vector nó đều có thiết kế như nhau với cán xốp liền bát hãng nè, tay cầm cũng vậy. Cái màu của cái thằng Vector mình đang cầm trên tay nó là dạng màu xanh dương nhạt, xanh ngọc ha, xanh ngọc nhạt một chút. Nói chung là mình để ánh sáng ở chế độ tự nhiên cho nên cái màu này nó cũng gần giống ở bên ngoài với mọi người. Những cái mảng đen đen này là do ánh sáng nha, còn cái màu bên ngoài nó là cái mảng này nè đó. Nói chung nhìn thì thiết kế nhìn ngầu quá anh em, nhìn cũng đẹp đẹp. Bây giờ mình quay lên tới khúc trên cho anh em xem nha. Cái này vì cái dòng cần này vốn dĩ được phân phối bên Úc cho nên mình không rõ là cái này nó là quà tặng kèm thêm của hãng hay gì đó, mình cũng không rõ vì mình thấy bonus offer nè. À chắc là những cái này là có anh em gọi là có thể order thêm ha. Order tức là mua cây cần rồi order thêm cái kính với cái đồng hồ, tính tiền luôn ba cái. Khả năng cao. Chứ làm gì có chuyện mua cây cần tặng luôn cái kính với cái đồng hồ. Nhưng mà mình thấy nó để như vậy, chắc mình nghĩ cái hãng Javis này nó không chỉ sản xuất cần câu đâu, mà nó sẽ sản xuất luôn cả những cái phụ kiện thời trang liên quan tới gọi là bảo hộ trong lúc chúng ta câu cá ha. Có thể là như vậy mọi người nhé. Đây là cái dòng Vector. Bây giờ mình quay kỹ kỹ cái khoang đề ba cho anh em xem nha. Sẽ có hai cái điểm mà mình thích ở cây này. Cái điểm thứ nhất đó chính là cái bộ khoang. Bộ khoang nó thiết kế tuy rằng nó không có đẹp, cái này thì mình đánh giá công bằng luôn là nó không đẹp, tuy nhiên thì nó làm rất là kỹ mọi người nhé. À, để mình quay kỹ kỹ chỗ này cho anh em xem. Cái dàn khoang của chúng ta sẽ có 3 lớp. Lớp đầu tiên đó chính là cái khung kim loại. Lớp tiếp theo đó chính là cái phần cao su để tránh cái chuyện là giãn nở vì nhiệt. Còn lớp cuối cùng mới là lòng sứ anh em ha. Thì anh em cũng biết là vì kim loại với sứ nó sẽ có hai cái hệ số giãn nở vì nhiệt khác nhau đúng không? Thì trong cái lúc mà tiếp nhận nhiệt lượng vô, tức là ánh nắng rồi này nọ nó chiếu vô, thì cái dòng kim loại nó sẽ giãn nở trước, còn cái sứ nó sẽ giãn nở sau, cho nên là cái khả năng đó nó sẽ làm cho cái thằng lòng sứ có thể bị rơi ra trong quá trình sử dụng. Thì cái việc sử dụng một cái vòng cao su là một cái lớp đệm tiếp nối giữa hai cái vật liệu khác nhau, có tính cơ lý khác nhau, thì nó sẽ hạn chế gọi là tuyệt đối luôn cái chuyện rớt cái khoen ra mọi người ha. Tức là lòng sứ được giữ rất là chắc bởi dòng cao su nha, vì dòng cao su vốn dĩ nó là một cái vật liệu đàn hồi mà.
Thì cái ok mọi người, cái thích đầu tiên của mình là cái khoen ha, khoen đẹp á. Mình quay lên tới trên thì lên tới phần đọt của cái cây Vector này, nó cũng vậy anh em ha. Màu thì khá là ok rồi đó, màu thì mình đánh giá nó cũng tương đối là nền nã, nhìn thiết kế đẹp. Đó, nguyên một hệ khoen luôn anh em. Thật sự lâu lắm rồi mình mới gặp lại cái khoen này. Cái khoen này là cái khoen mà nó nằm trong cái cây cần, hình như hồi xưa mình mua lâu lắm rồi, cách đây cũng gần 10 năm rồi. Cái cây cần cùi mà mình màu vàng vàng mà mình hay cầm đi câu sông á, không phải là cái cây cần dựng đâu nha, mà cái cây cần cùi mình mua lâu á, cái cây đó cũng có bộ khoen như thế này. Và tới bây giờ sau 10 năm bắt biết bao nhiêu cá nó vẫn y nguyên anh em, không hề dễ rơi cái lồng sứ này. Phải nói là thiết kế này là mình thích. Còn một cái điểm nữa đó chính là cái đọt đặc anh em ha. Thì cả hai dòng Scorpion cũng như là Vector. Bây giờ nhảy qua dòng Vector rồi mình quay luôn cái đọt đặc cho anh em xem ha. Thì những cái phần ở dưới thiết kế về cán đồ này nọ nó cũng tương tự thôi. Có một cái điểm nhấn ở chỗ đây chính là cái đọt đặc. Thì chất liệu của cả hai dòng này nó đều là từ sợi thủy tinh. Riêng cái đọt nó rơi vào khoảng là 2.8 ly đối với cây 2.7 ly ha. Còn cây 2.4 ly nó sẽ chỉ rơi vào khoảng 2.4 ly, 2.5 ly thôi. Nói chung là đọt này là đọt dẻo mọi người nha, dẻo lắm, cái cần cực kỳ dẻo luôn. Và nguyên một cái khúc đọt từ đây tới khoảng tầm này là đặc anh em nha. Đoạn này nó sơn mất rồi nhưng mà mình đón thì nó sẽ đặc tới tầm này ha. Nguyên một khúc này là đọt đặc thì nó vừa dẻo mà nó vừa cho chúng ta một cái cảm giác an toàn chắc chắn hơn. Cây này thì mình thấy anh em có thể đi đánh tra chim cảm giác đồ này nọ vì nó dẻo như thế này nè mọi người. Phải nói là con tầm cỡ 2 ký thôi, 1 ký 2 ký thôi, rồi chúng ta kéo cây này là phê luôn, cảm giác đã lắm à. Thì cũng tùy phong cách chơi của anh em, mà có anh em lại thích là cần nó phải cứng cáp rồi tải mồi lớn, tải chì lớn này nọ, thì đó là những cái phong cách mà anh em câu nếu chúng ta đánh chùm nhỏ 6 nhỏ 8 này nọ. Còn riêng những cây này thì anh em sẽ chỉ phù hợp nhất là anh em đánh mồi từ khoảng 60 gram đổ xuống mọi người ha. Tức là nếu mà chúng ta đánh nhau 4 thì chúng ta bóp nó nhỏ nhỏ bằng ngón tay cái thôi. Thì sẽ rất là thích hợp để anh em ngoài đánh tra chim thì anh em có thể đánh cá chép ha. Đó, trong hồ hoặc là ngoài tự nhiên. Được các anh em. Đây là một mẫu cần giá rẻ mà mình thật sự khá là hài lòng vì mình luôn luôn tìm kiếm những cái sản phẩm nào mà nó vừa rẻ mà nó vừa đa dạng một chút. Tại vì quanh đi quẩn lại trong những cái phân khúc giá rẻ thì chúng ta cứ suốt ngày là B&E Rye, rồi B&E Black Gold. Đó, rồi hoặc là B&E Eco, hoặc là cũng rẻ hơn một chút thì có những cái dòng Shimano Ruza hoặc là Daiwa 576. Thì đây cũng là một cái lựa chọn rất là hay trong cái phân khúc giá siêu rẻ cho mọi người sử dụng ha. Thì nãy giờ quay ngoại hình sơ sơ thấy chắc là đem cũng thấy được cái độ ngầu của cây cần ha. Nhìn tương đối là ngầu mọi người, đồng thời nó nhẹ nhàng lắm nha, nhẹ lắm. Bây giờ mình quay thông số chi tiết một chút cái size 2.4 m, Scorpion 2.4 m. Cây này sẽ có cách quay, tức là tải chì mồi là rơi vào khoảng 14-56 gram. Đúng nghĩa là câu cảm giác luôn mọi người. Chì mồi không có nặng nha, tầm cỡ 60 gram thôi. Anh em không nên xài chì nặng quá ha. Còn tải cá rơi vào khoảng 3-7 ký. Ok, một thông số phải nói là khá là trung thực mọi người. Tương đối là trung thực. Nói chung cây này thì tầm 7 ký anh em diều chỉ cần nắm bắt những cái kỹ thuật cơ bản nhất của diều cá thôi. Không cần cầu kỳ quá thôi. Là chúng ta cũng dư sức chúng ta bắt được cá 7 ký là chuyện bình thường rồi. Cây này thì mình thấy ok á. Cái đọt của cây 2.4 m nó sẽ còn mảnh hơn nữa mọi người nha, mảnh lắm. Mà cây cần cầm lên rất là nhẹ nhàng anh em nha. Nè, anh em thấy nó dẻo không? Wow, rất là dẻo luôn. Bây giờ mình sẽ cân luôn cái khối lượng cho anh em xem ha. Cây cần nhẹ. Cây 2.4 m nặng 190 gram mọi người. Nhẹ nhàng ghê luôn. Như vậy là cây 2.7 m nó sẽ nặng 340 gram anh em. Cây 2.4 m thì nặng chỉ có 190 gram thôi. Cây 2.7 m nặng tới 340 gram mọi người ha. Khi mà ráp vào thì cái cảm giác mình cầm cây cần này anh em, nó gọi là sao ta? Cả cái khúc từ khoảng 2/3 cần, tức là từ nguyên cái khúc này ha, rồi chở dài lên tới đây là nó cho mình cái cảm giác cứng cáp. Còn riêng cái phần đọt á, tức là chúng ta có thể gọi là búng được cái đọt đi á mọi người. Nó sẽ cứng cáp từ khoảng phần này nè, chở xuống khúc gốc. Còn riêng cái phần này nó lại mang cái dẻo. Đó, vì cái đọt nó mảnh quá mà. Cho nên là mình cầm á, mình có cảm giác nó vừa cứng cáp mà lại vừa có một cái độ búng từ đọt mọi người ha. Chúng ta vũ một cái là cái đọt, cây này nó sẽ bay rất là xa nha.
Rồi, như vậy thì nếu anh em sử dụng những cây cần này thì anh em nên ghép với cái máy nào cho nó ngon lành. Thì nếu anh em có máy sẵn rồi thì thôi, anh em cứ ghép máy khoảng tầm là 4.000, 5.000, 6.000 gì đó, hoặc anh em mà thích nhẹ nhàng luôn á thì mà rẻ nữa thì anh em có thể cân nhắc tới cái thằng Shimano FX đời cũ nè mọi người. Tiếc là cái dòng FX đời cũ này nó đã khai tử rồi. Mình hiện giờ chỉ còn FX đời cũ là size 2.500 thôi. Cả bộ cần chúng ta lúc đó nó sẽ nhẹ nhàng lắm mọi người. Thì tất nhiên nó sẽ có một hạn chế lớn, đó chính là dây nó vô không được nhiều. Anh em có thể cân nhắc vào dây đường kính khoảng 0.3, 0.33mm, cỡ đó thôi. Thì anh em có thể vào được khoảng 6-70 mét dây. Anh em đánh cá chép hoặc là cá nàng hai trong hồ nhỏ ha. Hồ nhỏ thôi nha anh em, chứ sông lớn thì cái máy này nó nhỏ lắm, không có đánh được đâu mọi người. Còn nếu mà anh em sử dụng cái FX 4000 đời mới, tức là cái thằng FX vàng này nè, thì đây là một mẫu máy lúc nào cũng bán chạy hết vì hàng Shimano chất lượng nó ok lắm mọi người. Giá tất nhiên là cái FX 4000 đời mới này nó sẽ chát hơn nhiều so với cái thằng FX đời cũ. Tuy nhiên thì nó lại có lợi thế là toàn bộ ngoại hình nó cải tiến hết rồi. Nhìn nó phải nói là hơi bị sang trọng và đẹp ha. Mặc dù giá nó cũng bình dân thôi, có 300 mấy thôi. Thì nếu mà anh em sử dụng cái máy 4000 thì anh em có thể cân nhắc ghép nó với hai cái dòng Vector hoặc là Scorpion 2m7 ha. Rất là đẹp mọi người. Ok. Tại sao mình lại cố tình ghép hai cái thằng FX này với cái cây cần giá rẻ này? Thì thật sự chia sẻ với anh em một chút là những cái dòng rẻ hơn, nếu anh em có nhu cầu thì anh em có thể lựa chọn rất nhiều những cái dòng máy giá rẻ của Yolo. Nó có thể là Yolo QFB, Yolo SG, hoặc là các dòng giá rẻ của B&E như là B&E Raven, Falcon này nọ, thì nó cũng rơi vào 200 mấy thôi. Thì đó là tùy nhu cầu anh em. Tuy nhiên thì mình thấy là đây là một cái dòng cần tương đối là đẹp và có thiết kế khá là chắc chắn mọi người ha. Cây cần thì có vẻ rất là bền rồi đó. Cho nên là mình tiện tay thôi, cái này cũng tiện tư vấn cho anh em một cái dòng máy của Shimano giá nó mềm mềm bình dân để cho anh em sử dụng luôn cả một cái bộ là cần cũng bền mà máy thì nó cũng bền. Đó thì để anh em chơi lâu dài hơn ha. Thì tất nhiên là trong ngành đồ câu thì nó cứ tiền nào của đó anh em. Những cái dòng giá rẻ của Yolo hay là B&E thì nó sẽ có nhược điểm chỗ tay quay anh em ha. Còn những dòng của Shimano thì chắc có lẽ mình không cần chém gió gì nhiều về cái độ bền của nó đâu. Như thằng này nó là dạo này là cái anh FX này sau khi bị khai tử là ảnh leo lên, ảnh ngồi trong xếp hàng vô trong cái hàng huyền thoại rồi anh em. Mọi người săn lùng hơi bị nhiều nhưng mà tiếc là cái đời cũ nó đã hết 4.000 rồi, hiện giờ mình chỉ còn 2.500 thôi anh em ha. Đó. Thì anh em muốn mua hàng thì có thể liên hệ tới shop Yuka của mình hoặc là shop của chị Tuấn Hàng Xanh nha. Mình sẽ để số điện thoại và địa chỉ chi tiết trên màn hình cho mọi người ha. Thì mình ship tận nhà mọi người nha. Có gì anh em cứ liên hệ số điện thoại hoặc là Zalo của mình đó ha. Rồi, bye bye anh em ha.